Chào các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em quay video cái cây nằm cái trắng Việt Bắc nó đang nở. Nở là nở đầu ngọn của cái kỳ đẻ, cái mầm đẻ nối các anh chị nhá. Nở đầu ngọn và nở cũng là tự nhiên thôi, chứ nó không có cái gì thuốc kích hay gì cả. Nở tự nhiên đầu ngọn. Thì thực ra thì đây là một cái cây nằm cái trắng mà nhiều người cũng nói rằng là nó là năm ám năm không ấy. Đấy. Thì nó cũng mấy cái cây kiểu dạng mắt tím blue này ấy. Mình gọi hay gọi nó mắt tím ấy. Đấy, thì anh chị nhìn đấy là cái cánh hoa nó để mà nói là trắng tinh ấy, thì nó cũng không hẳn là trắng tinh, nó cứ cảm giác gợn gợn. Nó giống với cả cái cây tuyết ngọc ấy. Hoặc là cái cây blue, nhìn chung mấy cái blue, cây nào cứ bắt blue kiểu dạng mắt tím này thì là tím blue kiểu dạng tím nhưng ngoài đời thật nó tím xanh hơn đấy. Anh chị nhìn trên ảnh cái này thì có thể là nó là cái cây tím mặt tím, nhưng mà cái này nó khó nhìn đúng không ạ, nó khó để diễn tả được. Tím mực, màu tím mực thì nghe phải hợp lý hơn. Màu mực tím ấy, màu mực tím mà hồi bé đi học vẫn hay viết đấy. Như em thì em hồi bé em đi học em hay cũng hay viết về bút mực ấy. Thì là cái bút mực này thì nó có màu tím dạng như này, nhưng lên ảnh này thì trông nó sáng hơn. Đâm là các anh chị nhìn có thể là trông nó hơi màu hơi khác. Thì nói về cái cánh của nó thì cũng như là những cái cây khác thì em cũng có một chút để anh chị nhìn này. Đấy. Nhìn cái độ trắng của nó thì chúng ta sẽ biết được ngay nó có trắng thật hay không, đúng không ạ? Một là nhìn độ trắng của đó, hai là chúng ta có thể nhìn kiểu trắng kiểu này. Đấy, đây. Cái độ trắng của màu cánh hoa đó. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy. Bởi vì những cái cây này thực ra thì trông nó vẫn cứ hơi ám ám hồng hồng đúng không ạ? Chứ nó trông nó chưa được sạch lắm. Đấy. Thì những cái cây, miễn là như cái cây này thì nó là được gọi là có tên mà nhiều người biết đến. Có khi nhiều nhà bác, các bác cũng nở rồi đúng không ạ? Bởi vì cây Việt Bắc này nó không còn xa lạ gì nữa. Nó khá là nhiều và khá là phổ thông rồi. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu ngắn gọn về cái cây Việt Bắc này một chút. Trong tất cả cây thì em cũng đều nói sơ qua và nói để các bác cùng tìm hiểu thân lá những cái cây mà các bác mua. Thứ nhất là cây các bác mua của em, thứ hai là các bác mua của người khác thì bác có thể nhìn thân lá của nó. Thì đây em sẽ sơ qua về cái thân lá nó một chút. Thân lá đây các bác nhìn thấy đây là cái mầm bên cạnh nó đó. Cái mầm bên cạnh nó là cổ nó hơi ám tím đúng không ạ? Cổ nó hơi ám tím. Đấy, đây các bác nhìn này, cổ lá của nó hơi ám tím. Nhưng mà nó cũng có những đoạn xanh sạch. Cái này phụ thuộc vào mình nuôi các anh chị nhé. Khi mà các anh chị nuôi trong vườn mát thì nó sẽ thân xanh sạch, còn khi mà nuôi nắng thì nó sẽ có hơi ám một chút như này, hơi ám ở cổ và ở thân. Thì như cái này đây thì nó hoa đầu ngọn đây, thì các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Hoa đầu ngọn, hoa đầu ngọn này là tự nhiên chứ chẳng kích gì cả, tự nhiên nó tòi lên cái hoa này bởi nó bé mà em không kích mầm gốc, nó là để nối, là để tự nhiên. Cái mầm của nó là hơi ám anh chị nhá, nhưng mà nuôi chúng ta có thể nuôi xanh sạch bởi vì nuôi trong điều kiện mát. Tiếp theo đến cái thân to này, cái thân to này là cho nó ăn phân nhưng mà nó bị nó mập, nó nứt lá rất là dày. Đấy, anh chị thấy lá dày gần trông vui phết đúng không? Cái vết nứt này của nó này, đấy anh chị nhìn cái đoạn xám xám này, trông thì mọi người có thể là nhìn như kiểu là vết kỳ đó, nhưng không phải. Cái này là nó là cái vết nứt kiểu to quá, nó nứt đấy, nhưng mà nứt này thì cũng không việc gì cả. Thân lá cái này thì là hơi ám tím và khá là xanh sạch, tương đối xanh sạch nếu nuôi mát, nó cũng dạng như cây tuyết ngọc. Lá của nó thì dùng vùng thân thủ miền Bắc nên là nó cũng khá là đẹp. Nhìn chung vùng hàng Bắc thân lá cái này cũng nhìn chung tương đối đẹp. Về cơ bản đây là nuôi tốt thì anh chị thấy là cái lá nó gần và lá nó dày đúng không ạ? Đấy, thấy lá nó gần và nó dày thì cơ bản là mình nuôi tốt và cho nhiều phân anh chị nhé. Anh chị có bón phân các loại phân như các loại phi điệp này như tầm này là anh chị nó ngắn như này thì chưa bón phân mới này. Tất cả những cái phân này của em là phân cũ này. Ngắn như này thì mình chưa bón phân mới. Bón phân mới cho các loại phi điệp này thì anh chị để cho cái mầm này nó dài hơn một chút nữa. Nó ra rễ như kiểu cái cây nằm trong cái thọ lần vừa rồi em vừa quay á. Đấy, thì cái
mầm gốc này nó ra rễ thì chúng ta bắt đầu bón phân tan chậm lên cho nó. Bón phân tan chậm lên. Còn như cái này là rắc này để cho nó đỡ 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 sên. Nó lên hai mầm khá đẹp. Thì chúng ta sẽ bón phân cho nó vào cái dịp là ra rễ, cây nó ra rễ được tầm khoảng tầm nửa tháng, các anh chị bón phân tan chậm. Xong đến dịp gần cuối năm khoảng tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10 anh chị bón cho nó một lượt phân nữa. Một lượt phân tan chậm nữa. Bởi phân tan chậm chúng ta nên bón nó 2 kỳ, bởi kỳ nó là 6 tháng mà. Ví dụ phân Nhật, phân Đài hay là phân phân Nhật, phân Đài thì hay là những phân hữu cơ thì 3 tháng, còn phân những cái phân đấy thì là 6 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm thì anh chị nên bón nó một lần. Nhưng mà nên bón là loại 6 tháng ấy. Em thấy loại 6 tháng là nó rất hiệu quả. Bởi vì đằng nào chúng ta cũng phải 6 tháng chúng ta mới bón lại mà. Bây giờ anh chị bón là dịp độ tháng 4 thì khoảng tháng 10 anh chị bón một lần nữa. Thì thứ nhất là mùa này thì chúng ta thúc đẩy cái mầm nó phát triển nhanh hơn. Khi mầm ra rễ chúng ta bón phân là nó ăn được ngay, nó ăn phân được luôn và nó sẽ phát triển nhanh. Còn khi mà nó đến tầm tháng 10, thứ nhất là phân hết hết chất, cái thứ hai là lúc đấy chúng ta bón thì nó sẽ phình mập và đẹp như thế này anh chị nhá. Cái Việt Bắc này thì nó cũng không có cái gì quá mô tả về thân lá cả, nên là em chỉ nói sơ vậy thôi. Thân lá của nó là cũng như cái cây tuyết ngọc ấy. Đấy, nó kiểu dạng mắt này. Kiểu dạng mắt này. Mắt kiểu dạng mắt tím, tím mực tím hay người ta hay gọi là blue ạ. Đấy. Thì cái thân nó thì cứ nuôi mát thì là xanh sạch, còn mầm non mà nuôi nắng thì sẽ là có ăn tím. Thì đấy là hai cái về cái cây màu sắc của cái cây Việt Bắc này. Cái cây Việt Bắc này thì nó cũng không có gì quá là những đặc điểm nhận dạng khác, dễ nhận dạng so với những cái cây khác. Ví dụ như cây phổ thông hơn như là Phú Thọ ấy, thì nó cũng có gân, nó cũng có những gân sọc trắng như này. Những cây cái tỷ lệ mà gân có sọc trắng như này là rất là nhiều, cây nào cũng có. Thứ hai là cái độ mở lá của nó. Độ mở lá và cái chữ V ở bên sườn này. Bên sườn này anh chị nhé. Cái độ mở lá của nó đây này. Chữ V đây này. Đấy, cái chữ V này. Cái chữ V này. Đấy, thì nó là cái độ mở lá đấy thì nó cũng rất là khó nói. Bởi vì có cây nọ cái kia mà. Nó cây nọ cái kia nó cũng rất là khó anh chị ạ. Và cái việc mà như những cái cây khác mà có anh chị cứ bảo là cái đầu độ khuyết lá này thì nó rất là khó. Độ khuyết lá này nó cũng phụ thuộc tùy từng cây ấy, tùy từng người nuôi trồng ấy. Nó cũng như là lá lỗi ấy. Nó khó lắm. Đấy. Thế nên là nó cũng chỉ là tương đối thôi. Còn về cơ bản anh chị nên lựa chọn những cái nhà vườn nào mà người ta nở rồi. Ít ra người ta cũng biết là những cái cây Việt Bắc này hoặc là những cái cây khác ấy, người ta cứ nở rồi thì là người ta có những cái cây tư liệu nó chính xác hơn. Về những cái cây mà nó nở rồi thì từ nhân từ đó ra thì nó cũng sẽ là một cái đơn giản hơn. Ngày trước thì khi mà em mới mua về cái cây Việt Bắc này ấy, thì nó là thân xanh sạch cơ. Mà hoa nó khác hơn này rất là nhiều. Đấy là hồi lâu rồi. Nhưng mà mấy cái cây to đấy thì ngày trước thì em lại bán đi. Nên năm nay thì nó cũng có một cây to dài khoảng tầm 50 nhưng mà nó sẽ nở hoa vào đợt tới. Cái đấy thì em đang để chế độ tự nhiên. Có thể là nó sẽ nở vào cái dịp tầm tháng như năm ngoái là nó nở đâu tháng 6. Tháng 6 năm ngoái nó nở. Thì em nhớ mang máng thế. Thì có gì có thể năm nay nó sẽ nở muộn hơn hoặc sớm hơn. Thì em sẽ quay một cái cây Việt Bắc cái nở tự nhiên là sau. Còn cái cây này thì một cái bông nở trước. Và nở ói trên đầu ngọn. Thì nó cũng tương đối là đạt chuẩn so với cái bộ khuôn bông hay là cái màu sắc của nó là cũng tương đối là đạt chuẩn rồi, chứ nó không còn khác, nó không bị biến dạng ấy, mặc dù là nó chỉ nở có một bông thôi. Nhưng mà nó về màu cơ bản thì của nó là phân thủy khá rõ. Đấy, phân thủy là rõ và cái mắt của nó là gần như là không lem mấy và mũi là màu. Thì thường cái thể đột biến của nó thì là năm cái trắng hoặc là năm cái trắng mũi trắng hoặc là năm cái trắng mắt xước hoặc là năm cái trắng mũi trắng mắt xước hoặc là đột biến mắt nữa thôi. Đấy, có thể là mắt hồng hoặc là trắng mắt trắng vàng thì gọi là mình hay gọi là trắng tuyền ấy. Đấy, nhưng con này cây này thì nó là dạng mắt blue mà mọi người hay gọi là dạng mắt blue á. Đấy. Thì đây nó cũng là một cái trong những cái cây rất đáng để sưu tầm. Thì mời anh chị ngắm mọi góc cạnh của cái cây này. Xong em xin phép chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan khác, với những cây hoa lan đột biến hay những cái cây hoa lan dễ nuôi trồng, dễ chăm sóc để các bác có thể mua về và sưu tầm, trồng và ngắm và chăm sóc những cái cây lan
để cho vườn hoa lan này mình được phong phú hơn. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn các bác.